Seoul hoa lệ, nơi ánh đèn đô thị lấp lánh đã che đi biết bao góc khuất tối tăm. Ít ai ngờ, đằng sau cánh cửa của một số căn hộ sang trọng ở khu phố Gyeongdong, một thảm kịch đẫm máu giữa những người cùng chung huyết thống đã diễn ra. Một nam sinh trung học với bản thành tích học tập đáng ngưỡng mộ lại chính là kẻ đã ra tay với mẹ mình. Điều đáng nói hơn, cậu đã sống chung với thi thể đang phân hủy và giấu kín bí mật động trời ấy với cả thế giới trong suốt 8 tháng ròng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kỳ án có thật và mình là Khánh Hà. Ngày hôm nay, hãy cùng nhau khám phá vụ án chấn động Hàn Quốc, con trai ưu tú giấu bí mật kinh hoàng trong phòng ngủ suốt 8 tháng. Và trước khi đi vào nội dung chính, Khánh Hà mong là mọi người sẽ ủng hộ ekip bằng một chiếc like cho video này, sau đó là subscribe để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển trên kênh. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chính. Ngày 22 tháng 11 năm 2011, một người đàn ông đã về thăm nhà của vợ cũ, bà Kim, hiện đang sống tại khu Gyeongdong, Seoul. Họ đang trong quá trình ly hôn và đã ly thân được vài năm. Kể từ khi ly thân, chồng cũ của bà Kim vẫn đều đặn chu cấp khoảng 1.000 đô mỗi tháng để hỗ trợ nuôi con trai. Vào tháng 6 năm 2011, ông còn gọi điện cho vợ cũ để hỏi thăm tình hình ở nhà. Tuy nhiên, mỗi lần ông gọi, con trai ông Banji đều là người bắt máy và luôn viện cớ rằng mẹ đang bận hoặc đi du lịch. Sự vắng mặt liên tục của bà Kim đã khiến quá trình ly hôn giữa hai người bị trì hoãn. Bố của Banji bắt đầu nghi ngờ và quyết định kiểm tra hồ sơ di trú của vợ. Ông phát hiện ra rằng bà chưa hề rời khỏi Hàn Quốc kể từ năm 2004. Lo lắng cho vợ con, ông quyết định sắp xếp công việc và trở về thăm nhà vào ngày 22 tháng 11, 5 tháng sau cuộc gọi cuối cùng. Tuy nhiên khi đến nơi, ông cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một mùi lạ thoang thoảng trong phòng khí và cửa phòng ngủ chính bị dán kín bằng băng keo. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ông vội vàng gọi cho đội cứu hỏa trước khi tự mình phá cửa xông vào. Bên trong căn phòng, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt ông. Bà Kim đang nằm đó trong tình trạng bị phân hủy nặng. Con trai ông Banji lúc này đã 19 tuổi xuất hiện và nói: "Bố, dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng sẽ không bỏ rơi con, phải không ạ?" Người bố sốc nặng, ngã khuỵu xuống đất. Cảnh sát lập tức bắt giữ Banji về cáo buộc tội ra tay với mẹ đẻ. Tin tức về việc cậu sinh viên xuất sắc sát hại mẹ ruột nhanh chóng lan truyền và trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc. Kết quả kiểm tra tại trại giam cho thấy Banji sở hữu chỉ số IQ lên tới 131 theo thang đo trí thông minh người lớn của Wechsler của Hàn Quốc, tương đương với mức IQ thiên tài là 150. Thực tế thì Banji vốn là một học sinh xuất sắc, cậu luôn nằm trong top đầu của lớp ở trường trung học cơ sở với thành tích 3 lần đạt điểm A tuyệt đối cho tất cả các môn học. Cậu cũng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi và từng chiến thắng trong một cuộc thi khoa học toàn quốc. Điều đáng kinh ngạc là cậu ta đã đạt được tất cả những thành tích đáng nể này mà không cần đến bất kỳ một lớp học thêm nào. Phải nói đây chính là hình mẫu cho danh từ con nhà người ta. Không chỉ học giỏi, Banji còn rất thông thạo tiếng Anh, đạt trình độ cao nhất trong bài thi TEPS, một kỳ thi tiếng Anh được tổ chức bởi Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc và giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tiếng Anh quốc tế. Trong những năm đầu trung học, Banji đã mong muốn trở thành một nhà ngoại giao khi trưởng thành. Cho tới năm lớp 11 và đến năm lớp 12, cậu chuyển hướng, ước mơ trở thành nhà khoa học. Và dù lựa chọn con đường nào, với thành tích học tập xuất sắc như vậy thì cậu ta cũng được mọi người kỳ vọng là sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau cậu học sinh gương mẫu ấy là một gia đình đầy rẫy bất hạnh và rắc rối. Mẹ của Ji, bà Kim, lớn lên trong một gia đình chỉ có bố do mẹ ruột đã qua đời lúc bà còn học trung học cơ sở. Có nguồn tin cho rằng bà Kim thường xuyên bị bố ghẻ lạnh và ngược đãi. Ông dường như chỉ yêu thương cậu con trai út của mình. Có lẽ là vì tuổi thơ bất hạnh, bà Kim lớn lên với những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa. Bà thường xuyên đe dọa sẽ làm những điều dại dột để gây áp lực với chồng ngay từ những năm đầu chung sống. Bên cạnh đó, bà cũng là mẫu người độc đoán, thích kiểm soát. Bà bắt chồng phải làm tất cả việc nhà, từ nấu nướng đến giặt giũ. Bà ta luôn cho rằng đôi tay của mình quá quý giá để làm những công việc tầm thường. Chưa dừng lại tại đó, bà Kim còn gây áp lực ép chồng phải mua một chiếc xe hơi hạng sang cho mình dù chồng bà chỉ là một tiểu thương bình thường. Bà ta biện minh rằng nếu đi những chiếc xe tầm trung thì cả gia đình sẽ bị người khác coi thường. Ít ai biết rằng bà Kim từng phải điều trị chứng trầm cảm tại bệnh viện. Bà cũng được cho là đã cắt đứt mọi liên lạc với cha ruột sau một trận cãi vã lớn. Rất ít các mối quan hệ xã hội, chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ vài người bạn. Bà Kim được miêu tả là người mắc rối loạn lo âu xã hội nghiêm trọng.
Đến khi Banji học lớp 8, người chồng không thể chịu đựng được bà vợ độc đoán này thêm nữa, nên đã rời nhà đi theo người phụ nữ khác. Bị bỏ lại một mình, bà Kim càng trở nên ám ảnh với con trai một cách cực đoan. Bà ta nói với con trai rằng, giờ đây con là trụ cột trong nhà, con phải thật thành công để khiến cho người cha kia phải hối hận. Bà Kim muốn con trai học luật tại Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường danh giá nhất cả nước và trở nên ám ảnh vì điều này đến mức đáng sợ. Theo thông tin, ngay từ khi Banji còn nhỏ, bà Kim đã bắt con trai học bài ở phòng khách để có thể dễ dàng giám sát. Khi Banji mới học lớp 3, cậu đã phải học tới 16 tiếng mỗi ngày. Còn lên cấp 2, chuyện Banji học đến tận 1-2 giờ sáng là điều hoàn toàn bình thường. Sau khi chồng bà bỏ đi, người mẹ càng kiểm soát con chặt chẽ hơn. Bà bắt con trai phải tập trung hoàn toàn vào chuyện nâng cao điểm số ở trường. Từ những sức ép quá lớn với tâm trí non nớt của một đứa trẻ, Banji dần kiệt sức vì người mẹ quá độc đoán. Có lần bà Kim đã gọi điện đến trường và nổi cơn thịnh nộ qua điện thoại chỉ vì con trai đi chơi bóng rổ với bạn sau giờ học nên về nhà muộn. Lên cấp 3, bà Kim phát hiện ra phim người lớn trong máy tính của Banji và lao thẳng đến trường giữa giờ học, tát con trai ngay trước mặt giáo viên và bạn bè. Lúc này, rõ ràng là bà Kim đã không còn kiểm soát được hành vi của mình. Áp lực học tập và sự ngược đãi ngày càng gia tăng khiến Banji vô cùng mệt mỏi. Giờ đây, bà Kim không chỉ muốn con trai đứng đầu lớp mà còn muốn cậu đứng đầu cả nước. Bước vào năm lớp 11, Banji phải đối mặt với những trận đòn roi tàn bạo hơn từ người mẹ độc đoán. Bà Kim thậm chí còn mua một cây gậy bóng chảy mới chỉ để dành riêng cho việc trừng phạt con. Với cây gậy bóng chảy trong tay, cường độ và tần suất những trận đòn roi của bà ta trở nên kinh khủng hơn gấp bội. Mỗi lần nổi giận, bà Kim có thể giày vò con trai liên tục trong vòng 7-8 tiếng đồng hồ. Có những ngày, Banji phải đến trường với một chiếc khăn nhét trong quần để thấm máu sau một đêm dài bị đánh đập mà không được ngủ. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, bạn bè của Chi cho biết đã nhìn thấy những vết bầm tím rướm máu trên đùi và mông cậu khi họ cùng nhau đi tắm hơi. Họ cũng cho biết bắp chân của cậu bạn to hơn hẳn so với người bình thường vì sưng tấy và bầm tím do những trận đòn roi. Không thể chịu đựng được sự bạo hành tàn độc của mẹ, có lần cậu bé đã cầm kéo tự rạch tay mình trước mặt mẹ để mong bà hãy dừng lại. Nhưng đau lòng thay, hành động dại dột ấy vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa bạo lực trong con người bà Kim. Sau nhiều năm bị bạo hành, cuối cùng Banji đã vùng lên chống trả. Trong một lần bị mẹ đánh bằng gậy, cậu đã dùng cây cán bột đánh trả lại khiến bà Kim bị thương nặng ở đầu, phải khâu nhiều mũi và phải cấy ghép kim loại do gãy xương cánh tay phải. Tuy nhiên, Banji không ngờ rằng hành động phản kháng của mình cũng không thể lay chuyển được người mẹ độc ác. Cậu đau đớn nhận ra rằng trong mắt bà Kim lúc này, mình chỉ là một gánh nặng, một nỗi thất vọng không hơn không kém. Do vậy, mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là vào được trường đại học để thoát khỏi người mẹ tàn nhẫn. Khi lên lớp 12, Banji ngày càng cảm thấy áp lực với mục tiêu phải vào một trường đại học tốt với thành tích cao để làm hài lòng mẹ. Mặc dù đã đạt thành tích xuất sắc trong một kỳ thi thử đại học với vị trí thứ 4.000 trên toàn quốc, cậu vẫn không dám đưa bảng điểm thật cho mẹ. Sau một hồi đắn đo, Banji quyết định sửa thành tích thành hạng 62 toàn quốc. Tuy nhiên, mẹ cậu vẫn không hài lòng và yêu cầu con trai phải đứng đầu cả nước để vào khoa luật của Đại học Quốc gia Seoul. Nhưng sắp tới, trường sẽ tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh để tư vấn hướng nghiệp. Điều này khiến cho Banji lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cậu hãi hùng hình dung ra cảnh mẹ mình phát hiện ra sự thật về bảng điểm giả mạo, rằng con trai bà không thể đứng thứ 62 như đã nói mà thực chất là chỉ đứng thứ 4.000. Nỗi ám ảnh về hình phạt khủng khiếp từ người mẹ đã khiến cậu gần như suy sụp. 3 ngày trước buổi gặp mặt định mệnh ấy, Banji đã phải nhịn đói theo lệnh của mẹ vì bà muốn dạy cho cậu một bài học về lòng biết ơn đối với thức ăn. Cơn ác mộng của Banji chưa dừng lại ở đó. Vào đêm 11 tháng 3, từ 11 giờ tối đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu lại bị mẹ đánh dã man chỉ vì ngủ gật trong lúc học bài. 9 tiếng đồng hồ bị tra tấn bởi những cú đánh bằng gậy bóng chảy và gậy đánh golf khiến cơ thể nhỏ bé, đau đớn tột cùng. 3 ngày không ngủ, không ăn, cộng thêm trận đòn roi tàn nhẫn khiến tinh thần Banji hoàn toàn kiệt quệ, đẩy cậu ta vào trạng thái kích động cực độ như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Banji biện minh rằng chính vì thiếu ngủ triền miên nên cậu ta mới có những hành vi mất kiểm soát về sau như vậy. Có lẽ là nếu được nghỉ ngơi đầy đủ thì những chuyện đau lòng đó có thể là đã không xảy ra. Cuối cùng, vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 2011, trong lúc mẹ đang ngủ, Banji chằn trọc nhìn bà khoảng 15 phút. Cơn giận dữ âm ỉ bấy lâu bỗng chốc bùng phát dữ dội.
Cậu ta xuống bếp, lấy một con dao rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu ta xoay con dao hướng mũi xuống dưới, tay cầm cán và nhắm thẳng vào mắt trái của bà. Bà Kim choàng tỉnh trong cơn đau đớn dữ dội, bà chống cự quyết liệt, vật lộn với đứa con trai trước mặt. Trong nỗ lực cuối cùng, bà thều thào, con làm thế này thì không thể sống bình thường được, tại sao con lại làm vậy? Ban Chi nhìn mẹ, lạnh lùng đáp, mẹ à, có lẽ bây giờ mẹ chưa nhận ra đâu, nhưng ngày mai thì có thể là mẹ sẽ tìm cách kết liễu con. Nhìn cái cách mà mẹ đang sống, con biết chuyện này rồi sẽ xảy ra mà thôi, có quá nhiều điều về con mà mẹ không hề hay biết, con xin lỗi. Sau đó, con dao trên tay cậu hướng về phía cổ mẹ, và hai nhát chí mạng ấy đã khiến bà yếu dần, đồng tử giãn ra và vĩnh viễn mất đi sự sống. Sau khi chấm dứt những cãi vã xung đột và cuộc đời của mẹ, cậu bé rơi vào trạng thái muốn buông bỏ mọi thứ. Cậu bỏ mặc thi thể mẹ trong phòng ngủ suốt nhiều tuần, nhiều tháng sau đó. Khi mùa hè đến, giòi bọ bắt đầu xuất hiện, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Banji đã dùng keo công nghiệp bịt kín cửa phòng ngủ để ngăn mùi thoát ra bên ngoài. Kể từ đó, cậu ta sống trong vỏ bọc giả tạo, đi học, đi chơi với bạn bè, thậm chí là còn mời bạn về nhà, trong khi mẹ thì vẫn còn đang trong phòng ngủ. Khi hàng xóm và họ hàng hỏi về mẹ thì Ji chỉ nói dối là bà đã đi du lịch nước ngoài. Bạn Ji đã thành công che giấu tội ác tày trời của mình trong suốt 8 tháng trời. Có người nói rằng cậu ta bị dằn vặt bởi tội lỗi và những cơn ác mộng về mẹ mỗi đêm. Thế nhưng bên cạnh nỗi ám ảnh đó, bạn Ji dường như cũng tìm thấy một niềm vui nho nhỏ khi được tự do mời bạn đến nhà chơi. Cái điều mà cậu ta chưa bao giờ dám làm khi mẹ còn sống. Trong khoảng thời gian sau khi gây án, Banji dường như đã giải phóng hết những xiềng xích vô hình của mình bấy lâu. Cậu chểnh mảng học hành, thậm chí là còn không muốn thi tốt nghiệp. Phải đến khi bị bố phát hiện và trách mắng, cậu ta mới miễn cưỡng tham gia kỳ thi đại học. Lý do khiến Banji không đầu thú sau khi ra tay với mẹ là vì một cô bạn gái mà cậu ta đem lòng yêu mến từ năm lớp 10. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào tháng 6 năm 2011, tức sau khi bà Kim qua đời. Mỗi ngày, Banji đều dậy từ 5 giờ sáng, kiên nhẫn chở bạn gái trước cửa nhà và chở cô đến trường bằng xe đạp. Khi cô gái thắc mắc về việc học hành sa sút và những lần trốn học của Banji, cậu ta đều nói rằng mình không hề hối hận về những gì đã làm và sẵn sàng bỏ mạng vì cô. Banji thổ lộ với các điều tra viên rằng nếu không có bạn gái thì có lẽ là cậu ta đã thú tội ngay từ đầu. Thế nhưng, việc được ở bên cạnh người mình yêu khiến Banji cảm thấy hạnh phúc, như thể đang sống trong mơ mà chẳng muốn tỉnh lại. Tuy nhiên, Banji cũng có những hành động khó hiểu và đáng lo ngại với chính cô gái này. Cậu ta thường xuyên gửi cho cô những tin nhắn đe dọa sẽ từ bỏ mạng sống trước mặt cô nếu bị bỏ rơi. Hành động đó của Banji khiến người ta không khỏi rùng mình khi liên tưởng đến người mẹ đã khuất của cậu, người từng nhiều lần dọa sẽ từ bỏ mạng sống để gây áp lực với chồng. Kỳ lạ hơn nữa là sau khi bị bắt, Banji tỏ ra khá bình tĩnh. Cậu ta thản nhiên ăn pizza do bố mang vào trại giam và phối hợp dựng lại hiện trường vụ án một cách lạnh lùng, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ và ghê sợ. Việc chung sống với thi thể mẹ suốt 8 tháng trời cùng những biểu hiện kỳ lạ sau đó khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về sức khỏe tâm thần của Banji. Nhiều người cho rằng là cậu ta đã mắc tâm thần. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đưa ra một giả thuyết khác. Họ cho rằng những biểu hiện của Banji có thể là triệu chứng điển hình của rối loạn phân ly và hội chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là những hội chứng thường gặp ở những người từng bị lạm dụng và tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu. Hay là nói cách khác thì Banji đã có thể rơi vào trạng thái trốn tránh hay là phủ nhận sự thật. Cậu ta luôn cố gắng sống một cuộc sống bình thường và tự nhủ rằng là mọi chuyện đã qua rồi, không thể quay đầu lại. Khi được hỏi tại sao không di chuyển thi thể của mẹ, thì Banji trả lời rằng lúc đó cậu ta hoàn toàn kiệt quệ, không có chút ý chí để làm bất cứ điều gì, kể cả việc suy nghĩ về cách để tồn tại. Banji cũng sợ hãi việc phải rời xa thi thể mẹ và loay hoay tìm cách phi tang một cách an toàn. Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù tiềm thức vẫn bị dằn vặt bởi tội lỗi, nhưng chính cảm giác được giải thoát sau sự ra đi của mẹ đã cho phép Banji tiếp tục sống một cách bình thường đến vậy. Mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi viết lời khai và thú tội, Banji đã bật khóc nức nở. Cậu ta thậm chí còn nghẹn ngào nói rằng là mình đang rất nhớ mẹ. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng sau khi gây án, Banji đã đến tỉnh Gangwon cùng bạn gái. Có lẽ là cậu ta đang muốn tìm về những kỷ niệm đẹp ngày xưa, về những chuyến du lịch cùng mẹ đến đó khi còn bé. Thực chất là mối quan hệ giữa Banji và mẹ không phải lúc nào cũng là tồi tệ. Họ cũng từng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau trong những chuyến du lịch đến thành phố biển Gangneung vào mỗi kỳ nghỉ đông.
Hàng xóm cũng kể lại rằng họ thường xuyên bắt gặp hai mẹ con nắm tay nhau đi ăn tối hay cùng đạp xe dạo phố. Thậm chí là sau khi bà Kim qua đời, những bức ảnh chụp chung của hai mẹ con vẫn được Banji đặt trang trọng trong phòng khách. Có lẽ là đâu đó trong sâu thẳm trái tim người mẹ, vẫn luôn dành cho Banji một tình yêu thương vô bờ, dù cho cách thể hiện có phần cực đoan và méo mó. Và Banji cũng yêu mẹ. Nhưng cậu không thể chịu đựng được sự kiểm soát đến nghẹt thở từ bà. Tại phiên tòa, luật sư của Banji đã đưa ra lời biện hộ rằng cậu hành động như vậy là để tự vệ. Vị luật sư chỉ ra rằng Banji đã bị mẹ bạo hành và bỏ đói suốt 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng. Tuy nhiên, bên công tố vẫn giữ vững lập trường cứng rắn. Họ cho rằng hành vi ra tay với mẹ là một tội ác vô cùng tàn nhẫn. Họ cũng cho rằng Banji hoàn toàn không hề bị suy giảm năng lực nhận thức khi gây án. Hơn nữa, cậu ta còn có động cơ rõ ràng và hành xử bình tĩnh sau khi sát hại mẹ. Do đó, bên công tố đề nghị mức án 15 năm tù giam dành cho bị cáo. Ông Lee Jung-min, công tố viên phụ trách vụ án thừa nhận rằng việc Banji bị mẹ ngược đãi là một căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ông Lee cũng khẳng định rất khó có thể kết luận Banji không đủ năng lực kiềm chế hành vi. Bởi lẽ, kết quả giám định tâm lý cho thấy cậu ta không có dấu hiệu của bất kỳ chứng bệnh tâm thần nào cả. Hơn nữa, Banji còn rất bình tĩnh và chủ động khi kể lại chi tiết vụ án. Dẫu vậy, 9 thành viên bồi thẩm đoàn của tòa án đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với hoàn cảnh éo le của Banji. Ngày 20 tháng 8 năm 2012, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng, trong đó xem xét đến các tình tiết bi thảm xung quanh cuộc sống của Banji và người mẹ quá cố. Cậu chỉ phải nhận mức án tối thiểu là 3 năm tù giam và tối đa là 3 năm 6 tháng. Bản án này được coi là rất khoan hồng, nhất là khi dư luận lúc bấy giờ cũng bày tỏ sự ủng hộ với Banji. Thậm chí là còn mong muốn cậu được trả tự do ngay lập tức. Giải thích về bản án 3 năm tù, tòa án cho biết Banji cần thời gian trong trại giam để suy nghĩ về mọi việc, đồng thời để hàn gắn vết thương trong lòng và vượt qua những ký ức tồi tệ này. Trong thời gian thụ án, Banji đã viết một lá thư cho bạn mình với nội dung như sau. Cha mẹ dạy ta nhìn xa trông rộng, nhưng cha mẹ ở trường học lại chỉ muốn ta nhìn vào những gì trước mắt. Cha mẹ dạy ta hãy tiến về phía trước, nhưng cha mẹ ở trường học lại chỉ muốn ta phải vượt lên trên tất cả mọi người. Cha mẹ dạy ta hãy ước mơ, nhưng cha mẹ ở trường học lại chẳng cho ta thời gian để mà mơ ước. Có lẽ là cậu đã nghĩ về mẹ, về những điều tốt đẹp có thể đã đến nếu bà không rơi vào vòng xoáy của áp lực thành tích với con mình. Banji được trả tự do vào ngày 24 tháng 11 năm 2014. Cậu là người đầu tiên được ra tù trong số những người thụ án cùng thời điểm đó. Điều kỳ diệu là bạn gái Banji vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi cậu trong suốt thời gian đó. Theo một số nguồn tin, họ nay đã kết hôn và hiện đang có một con chung. Giờ đây, khi đã là một người cha, liệu Banji có vượt qua bóng đen của quá khứ để nuôi dạy con cái mình theo một cách khác? Liệu cậu có thể chôn vùi mọi ký ức đau thương để sống một cuộc đời khác, vui vẻ và hạnh phúc hơn? Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ án này? Do lối yêu thương cực đoan của người mẹ đã đẩy đứa con của mình vào hành động bất khả kháng hay sẵn trong cậu con trai đã vô tình tiếp nhận tình cảm của mẹ nhưng lại theo một cách lệch lạc dẫn tới những hành vi không thể sửa chữa? Hãy cho chúng mình biết quan điểm của bạn dưới phần bình luận nhé! Và tới đây thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ để lại một like và bấm nút follow kênh để không bỏ lỡ mọi vụ án hấp dẫn nhất từ kênh Kỳ Án Có Thật nhé!